Gấp rồi, mặt mặt lên thanh niên là chuyện thôi, kia để nhà chuyện thôi. À thì rất mong anh vào. Ông này nguyên trưởng thôn này, ông này nguyên trưởng thôn này. Ở đây cần những thôn. Em đang ghi một đoạn. Ôi quay là gì? Để nhớ mặt các bác. Chào các bác ạ. Cháu các bác. Các bác thông cảm, cháu cầm một tay vì cháu đang truyền hình trực tiếp. Vâng, ông ạ. Anh em cháu xin kính chúc sức khỏe các ông ạ. Rồi, anh đợi em. Ở đâu đấy? Vâng, ông ạ. Cháu đang đi hình. Cháu đang đi hình. Vâng. Đang đợi kìa coi đấy. Là hòa giáp thì tìm về nhau. Ông ơi, lúc nào cũng đau đáu cái việc này. Gần đây vừa rồi là con học là bắt đầu đi. Anh em mình chạm nhau chén đi. Đại cháu mượn ạ. Các bạn cho mình xin nhé. Thì thông cảm. Tôi đang cho truyền hình trực tiếp. Hay là hòa giáp. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hòa giáp, ban liên lạc hòa giáp tộc Việt Nam tổ chức hội nghị và hôm nay chúng tôi đang liên hoan. Nếu mà bạn nào đang xem tôi truyền hình trực tiếp thì hãy thông cảm nhá. Nếu là họ giáp thì vào đây xem. Chuyển lên Facebook. Vâng, chúc sức khỏe bà. Vâng.
Đây, chỗ tôi là ok. Dừng tại đây, ghế này, mùa đông lắm. À, toàn đi đông quần lắm. Rồi, thế nào? Vâng. Em đang ghi trực tiếp để đưa lên Facebook. Facebook quảng cáo ạ. Phần mềm này nó có một cái chương trình là ghi toàn rất toàn rất đẹp. Tiếp. Rất đẹp. Em xin phép uống rượu với bác này cái. Anh. Em tên là Nam. Năm nay sinh năm 66. Tôi là tên là Hoàng, con rắn. Anh hơn em 1 tuổi. Hơn em 1 tuổi. Thôi em tắt cái này đi đã để uống với các bạn.